mới đây lê bóng vừa đăng tải clip trên kênh tiktok của mình cùng virus và ngân sát thủ theo đó trong clip lê bóng đã chặn đường và hỏi virus có phải là hacker hay không và lý do đằng sau hóa ra vô cùng củ chuối tự nhiên lê bóng lại hỏi virus câu này lại còn khẳng định luôn mới chịu gia là do anh chàng virus đào hoa kia đã hắt mất trái tim của cô bạn ngân sát thủ đang đi bên cạnh thế nên lê bóng mới buộc tội anh chàng như thế cô nàng thậm chí còn đẩy ngân vào người virus tạo cơ hội cho cặp đôi va chạm nhẹ ngân sát thủ cũng ngay lập tức ôm trầm lấy virus như hồi vẫn còn là người yêu của nhau ngân sát thủ chủ động nhưng virus có vẻ dứt khoát khi đặt hai tay vào túi quần có thể thấy dù đã chia tay nhưng cặp đôi vàng trong làng sợi kim mờ này vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau thậm chí còn dành nhiều tình cảm hơn cho nhau khiến phan luôn phải đặt dấu hỏi về tình trạng hiện tại của cả hai những hình của cặp đôi hồi còn mạng nồng ảnh internet